Và cô chú anh chị em hãy với kênh của bé Hạt Tiêu nha. Chào mừng cô chú đang đến với kênh của bé Hạt Tiêu. Hiện tại bây giờ là mấy giờ ta? Hôm nay bé Hạt Tiêu tranh thủ đi ăn những gì mình ăn thích đi, không được ăn cả nhà. Ăn những gì mình thích. Tại vì vài bữa nó làm răng chắc khó khăn trong việc ăn uống ở cả nhà. Không biết là em có giảm béo cái mặt không nào? Chắc giảm mà mong là không giảm hả chị hai? Em sẽ cố gắng ăn uống để không bị giảm. Sửa loại phục hồi sức khỏe không? Đây là tài tí tiệu đang. Đây là chị lo. Bố hôm nay tự nhiên không hèn mà mặc màu đen không có trời. Đen không nha, đen thui thùi lùi. Hello chị Yến. Hello bé. Bây giờ chuẩn bị đi đâu hả? Đi ăn, chị Yến có đi không? Thôi chị Yến à, không có báo sớm nên chị Ly nóc lên rồi. Vậy thôi chị ăn cơm với chồng đi. Người có gia đình là thế đó cả nhà, người có gia đình á. Hôm nay mấy chị em sẽ đi ăn biết cái tài Bình Dương nha, không biết tài dẫn đi ăn gì. Lên cùng què à? Hôm nay chị hai với tài nó đúng nhau nha. Đây, chị hai đứng nhà coi. Mặc quần lên cùng què. Nè chị hai nè cả nhà. Tài. Quay qua đây coi cho cả nhà coi quần quay. Lo mặc rồi quần áo đen luôn đi. Đúng rồi, cùng. Chị hai với tài đứng với nhau đi, chị hai em quay coi đó, hai người mặc đồ đôi cả nhà đó. Em mặc quần ngắn à? Tại nó mua quần què đâu đây. Quần vàng đỡ che đậu. Em còn đỡ hơn đúng không chị? Hiểu nhất nhà luôn cả nhà. Trời ơi. Lấy tóc, uốn tóc. Đã người ta mua cái lượt này là có lý do hết. Ai mua? Anh. Cái lượt này anh mua hả? Phải không? Cái lượt này chút xíu anh mua nè. Còn một cây nữa mua mất rồi. Thì anh mua. Không tin anh. Anh có chắc anh mua không? Sao em nhớ cái lượt này của em mà. Em mua về em chưa có xài luôn á. Em chưa có mở ra luôn. Rồi. Cái lượt này của em. Không phải đi xe em đi xe. Trang điểm nó hết thời gian luôn. Con gái luôn ha, con gái. Không phải nhiều nữa, em chỉ cho nắng thôi. Em đi xăng rồi, nằm ngủ, cái giờ ngủ luôn. Hơi nóng quá, tắt lên. Chưa nữa. Trời ơi, nó kêu nữa, trời ơi thiệt. Còn thoa xăng bóng nữa chị nè. Còn nữa, xăng bóng. Ngày ơi, dữ dành luôn. Không, cái này bình thường mà. Bình thường. Bình thường thôi. Bình thường có ở một con người, hai con người, ba con người. Mấy con người đợi ông Quy đâu? Quy đang tắm gì đó hả? Tụi nó ngủ luôn chứ. Là nghe có ha, cái đầu phòng lên này nó hết sẹt ra. Rồi đây nha cả nhà. Đây là Huy Tí Hôn nè. Chỉ Huy Tí Hôn thôi bị lạc hơn xíu. Tại vì Huy Tí Hôn là còn có hoa hòe này kia. Rồi mà bé luôn Huy tươi. Huy hôm nay là nguyên tông nha. Em không mặc quần. Bé Hạt Tiêu không mặc quần. Có mặc nha cả nhà. Bây giờ em Quy tạo dáng cho chụp ảnh chưa? Bé Hạt Tiêu. Hết pin là mình dùng ơi. Bé Hạt Tiêu nha. Bé Hạt Tiêu hết pin. Hết pin. Hết pin. Cái này mua pin thay cho được không? Không. Chạy pin là hết là bỏ. Của bà người ta bảo hết pin của người ta. Hết rồi bỏ luôn đó. Người ta khóc đấy. Sao nó có chụp được đâu mà. Cái này nó chỉ nghe tiếng tách tách thôi chứ không chụp được đâu. Thiệt cả nhà. Nhưng mà khi mà em vô chính này là thôi khi này bài có đem chính này đi không? Không. Hôm nay đẹp qua cho đẹp kính không? Quy hôm nay nhìn rất là đại gia nha Huyền. Đại gia rồi. Đại gia rồi chưa? Mưa rơi nha. Đó. Đại gia rồi chưa? Hip hop đem vào đây. Hip hop mình ở đây. Ok. Tài đã khóa cửa. Ủa mấy chị em đã lên xe rồi nha. Cả nhà. Đang làm gì? Không cần nói chú đây đó đang đi trên đường đi nha. Xíu nữa tới sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Chị ơi, cho mẹ đâu dắt đi kìa. Kìa đâu mẹ đang dắt con trai đi đó. Chị bà này nắm tay đã đi qua đi. Để chị lên nắm tay cho. Em sẽ đi bộ có một đoàn nha cả nhà. Tại vì xe không có đi vô được. Anh xe tự nhiên. Anh cho tôi vô tiếp đi.
không? À, con lên nhà. Tụi con đâu rồi? Cũng có đi hả? Con đi hả? Cái này là không đủ 1 mét nè. Đâu rồi? Đây đây không đủ hết à. Hỏi anh Dũng là có mua vé rồi. Thì đang ăn tôm. Tôm nắng quá.
Ăn chưa?